Rồi, chúng ta có file bg.html và ở trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái thẻ div. Đây ở trong này tôi sẽ viết là div 1. Trong này tôi viết là div 1. Ở phía trên tôi sẽ viết một cái thẻ là thẻ style. Style. Chúng ta sẽ có cái câu lệnh như sau này, câu lệnh CSS như sau: div đóng mở ngoặc nhọn. Div đóng mở ngoặc nhọn. Chúng ta có thuộc tính đầu tiên của background color. Được chưa? Background color. Chúng ta để thử vào đây là màu xanh. Là gì? Màu nền cho cái thẻ, tất cả các thẻ div là màu xanh. Chúng ta có thể test, chuột phải vào open in browser. Màu xanh đúng không? Được chưa? Tiếp theo này. Loại đầu tiên, giá trị đầu tiên của background color là màu. Màu chúng ta viết bằng chữ đúng không? Thì chúng ta có rất là nhiều loại màu. Thực ra là tôi không nhớ hết tất cả các loại màu này đâu. Chúng ta có thể vào đây chúng ta kiếm này. Background color green đúng không? Xóa đi này. Nhìn thấy không? Nhìn màu nó thay đổi không? Đây là các cái loại màu mà bằng chữ mà cái trình duyệt của chúng ta nó cung cấp. Rất là nhiều, hàng trăm loại. Đúng không? Cái đầu tiên là loại màu, là màu, là background color là màu chữ, màu bằng chữ. Tiếp theo này, thăng FF 00 FF, không biết nó ra cái màu gì, thử nhá. Màu gì? Màu hường, đúng không? Đây là mã gì? Mã này là mã hexa, hexa. Được chưa? Thì chúng ta có thể sử dụng những cái mã này. Thế vậy thì làm sao để biết được các cái mã của chúng ta có cái màu, chúng ta có cái mã gì? Thì chúng ta có thể là lên Google search bằng cái từ khóa là, à cái này search được rồi. Chúng ta có thể search là bằng color code HTML. Đây. Chúng ta có thể vào trang HTML code hoặc là vào bất kỳ cái trang nào cũng có hết. Như lần trước như mình demo trong này. HTML code. Dùng cái tool này tiện hơn. Mã màu này, chọn vùng màu này. Và đây là mã xa. Bây giờ copy về. Paste vào đây. Sau dấu thăng nhé. Sau đó chúng ta reload. Đúng màu chưa? Đó, đây là cách lấy mã xa thì chúng ta không nhớ được. Tất nhiên là chẳng có thằng nào nhớ mấy cái mã này trừ con thiết kế cả. Nãy tôi viết tôi đánh bừa rồi, tôi không nhớ đâu. Bây giờ tốt nhất là chúng ta đi kiếm vậy. Đây là cách thứ hai. Cách thứ ba, các bạn vào phần app này này, các bạn vào tab mới, vào phần app, được chưa? Các bạn vào web store, chẳng biết có vào được không? Rồi web store, làm theo tôi thôi nhé. Chúng ta tìm kiếm cái từ là color pick, nó sẽ ra color pick search. Đây, nó có cái color pick eyedropper. Đúng không? Các bạn cài vào thì nó ra cái này. Nó ra cái hình này, kích vào đấy. Rồi ok. Chọn cái này. Đây các bạn có thể chọn cái giải màu ở bất kỳ đâu, giống như bên kia đúng không? Các bạn tích vào đây thì nó ra cái mã màu ở trên này, RGB đây, HLS đây. Được chưa? Các bạn có thể lấy bất kỳ cái nào. Hoặc các bạn sang một cái trang bất kỳ, ví dụ trang này chẳng hạn. Tôi bấm vào đây. Kích ra ngoài, các bạn nhìn thấy không? Nhìn cái mũi tên không? Ví dụ tôi muốn lấy cái màu này chẳng hạn. Kích vào đấy, ra mã màu, copy, paste vào đây. Được chưa? Refresh. Đây là cách, những cái cách chúng ta có những công cụ giúp chúng ta lấy mã màu nhanh hơn. Đúng chưa nhỉ? Đấy là cách thứ hai chúng ta điền mã màu. Cách thứ ba là chúng ta lấy mã màu bằng cái hàm RGB ở trong này. Được chưa? RGB là cái mã màu tổ hợp từ red, gallery là green và blue để sinh ra các cái mã màu. Thì chúng ta có cái cách như sau. Color code, ví dụ tôi vẫn lấy cái màu này, tôi lấy màu đỏ đi. Đây tôi kéo lên đây, vùng màu cam cam tí. Đây tôi lấy cái mã này thì RG, các bạn nhìn R là 225 à 227 135 39 đúng không? 227 35 29 xếp xuống. À, 135, xin lỗi các bạn. 135. Được chưa? Tiếp theo chưa hết này, chưa hết này.
chưa hết nhá. Ví dụ tạm thời tôi sẽ để cho cái thẻ deep này của chúng ta min 2 bằng 400 pixel. Được chưa? Bây giờ các bạn xem nhé. RGB là một chuyện, nhưng tôi thêm cái A vào. Được chưa? Và đây tôi điền 1. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Đậm đúng không? Chẳng qua các bạn hiện tại là sẽ chẳng nhìn thấy nó có sự thay đổi gì đúng không? Là toàn là màu cam cả. Bây giờ xem nhé. Tôi thay cái số 1 này thành 0.1. Các bạn nhìn thấy nó gì? Nó vẫn còn màu cam đấy. Nó mờ đi đúng không? Nhưng thực sự có phải mờ đi không? 0.5. Thực sự có phải mờ đi không? Không phải mờ đi đâu. Cũng không phải do màu đấy nó thế. Nó vẫn là màu cam. Đây, lý do là như thế này. Cái này là một thủ thuật rất là hay, các bạn nên học. Vì sao? Chúng ta có RGB là lấy mã màu đúng không? Ba thuộc tính là đây là R này, G này, B này. Nhưng chúng ta có thêm cái hàm là RGBA tương ứng là RGB và A. Cái tham số nằm ở trong này. Thì chúng ta có cái này, ok rồi nhá. Cái A này là viết tắt của từ alpha. Alpha. Và cái giá trị A, cái giá trị thứ tư nằm trong cái mạng, nằm trong cái hàm này, nó cũng là giá trị số alpha tương đương với cái phần là làm trong cái nền đi. Và giá trị làm trong nó nằm trong khoảng là từ 0 cho đến 1. 1 là màu gốc, 0 là màu transparent, là màu có trong. Như các bạn nghe cái từ transparent bao giờ chưa? Các bạn biết cái ảnh PNG, cái ảnh PNG nó có hai loại, một loại là nền trắng đúng không, một cái loại là nền trong đúng không? Cái nền trong nó chính là cái nền transparent, được chưa? Là nó trong suốt, đặt lên cái gì thì nó thành cái màu của cái nền, được chưa? Thì ở đây chúng ta có khoảng là từ 0 cho đến 1. 0 là màu trong suốt, 1 là màu đúng cái màu là ở bên này, được chưa? Khi mà các bạn làm cái màu nền thì sao? Nếu các bạn làm cái màu nền, các bạn nhìn chữ nó có nhạt đi không? Chữ không hề nhạt đi, được chưa? Nếu mà tôi làm như thế này, các bạn sẽ hiểu là như thế nào. Ví dụ tôi copy một cái ảnh về nhá. Ảnh của tôi là ảnh ocean đi, ảnh biển đi. Không lấy được thì lại đành phải lấy anh Trí đấy, anh Bình đẹp trai. Desktop image. Đây, ví dụ tôi lấy cái ảnh này nhá, copy. Tôi paste vào đây. Soft skill đúng không? Mất mạng rồi. Chúng ta để tạm thời ở phía dưới này, tôi có một cái img, có src bằng soft skill 2.png đúng không? Bây giờ các bạn coi nhá, cái ảnh này, cái ảnh hiện tại là nó rất là to, nó nằm dưới này đúng không? Rồi các bạn coi nhá, tôi hover vào cái ảnh này, hoặc là tôi viết CS cho cái ảnh này, img opacity bằng 0. Opacity là bằng m, được chưa? Làm trong, quên, xin lỗi các bạn, làm trong. Còn nhìn thấy gì không? Nhưng mà đây chúng ta để ý này, nó vẫn tồn tại ở đấy, thấy không? Cái vùng màu xanh là cái vùng nó chiếm, nó vẫn tồn tại ở đấy. Bây giờ chúng ta sửa này, sửa đây thành 0.5. Thấy có m không? Nếu mà tôi viết cái ảnh này, cái img này, tôi đưa vào trong cái thẻ deep kia, các bạn thấy gì? Nếu đưa vào trong cái thẻ deep này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó khá hay, 0.5. Thấy chưa? Cái nền đằng sau nó ảnh hưởng đến cái ảnh, đúng không? Tức là cái màu nền của cái ảnh nó bị mờ đi, nó làm trong đi một phần, cho nên là cái màu đằng sau nó mới đổ lên trên được, được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái deep này mà có cái thuộc tính không có RGBA, nếu ví dụ chúng ta không có RGBA như này, chúng ta bỏ cái img đi, được chưa? Mà chúng ta thêm cái thuộc tính opacity vào, chúng ta thêm cái thuộc tính opacity bằng 0.5 vào đây. Nhìn này, nền mờ và chữ cũng mờ,
đúng không? Nền mờ và chữ cũng mờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái background là RGBA, đây là 0.5, bỏ cái này đi, thì chỉ có nền mờ thôi, chữ vẫn như cũ. Được chưa? Cái cách dùng RGBA này các bạn phải nhớ nhé. Được chưa? Đó. Rồi tiếp theo, background color này. Bây giờ tôi có thêm cái này, tôi tạm thời comment cái background color vào nhá. Hết cái background color rồi, hết rồi. Tiếp theo này, background image. Bây giờ background image là gì? URL là đường dẫn đến một cái ảnh nào đấy làm nền đúng không? Chúng ta sẽ có là, tôi rename cái ảnh này, rename cái ảnh này, vứt vào đây. Đây là đường dẫn, nó giống như đường dẫn tương đối ấy. Được chưa? Nhưng mà đường dẫn tương đối là từ cái file CSS, từ cái file chứa CSS đến cho cái ảnh đấy nhá, chứ không phải từ file HTML đâu các bạn lưu ý. Được chưa? Từ cái file CSS đến cái ảnh. Được chưa? Rồi, soft skill. Nhìn thấy gì? Bạn thấy gì? Nhiều ảnh. Ảnh nó bị duplicate lên cả theo chiều ngang và chiều dọc. Bây giờ tôi kiếm một cái ảnh nó nhỏ hơn chút nhá. Căn bản tại ảnh của tôi nó có toàn ảnh to thôi. Con chó đi. Đừng bảo mất mạng nha, không chơi đâu. Để tôi kiếm cái ảnh nào cho nó nhỏ nhỏ một chút. Không có ảnh nhỏ cơ. Không có ảnh nhỏ đây, được rồi, để tôi chụp một cái ảnh nhỏ. Đây, cái ảnh này nó rất là nhỏ, nó chỉ có bằng này thôi. Xong tôi đổi tên nó test 1. Rồi ok, cắt nó đi. Copy. Tôi paste vào đây. Test 1. Đây, test 1.png nhé. Ví dụ tôi để cái này là cái test 1 thay cho cái soft skill này. Thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là nó duplicate lên rất là nhiều lần. Thấy không? Theo cả hai bên, theo cả hai chiều là dọc ngang. Đúng chưa? Đấy là cái background và image. Và chúng ta sẽ lường dẫn đến cái ảnh ở trong này. Được chưa nhỉ? Gì nữa? Chưa xong. Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn một cái ảnh hiển thị đây thôi thì sao? Đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng thêm cái thuộc tính là background repeat, và giá trị ở đây là, đúng rồi, nếu chỉ cần một cái ảnh thì chúng ta để no repeat. Nhưng nếu chúng ta muốn nó tràn hết sang chiều ngang thì sao? Repeat trừ x. Được chưa? Repeat x. Còn nếu mà theo chiều dọc thì sao? Repeat y. Còn nếu mà không muốn lặp thì là no repeat. Xong. Được chưa? Không nhá. Tiếp tục nhá. Thế nhưng mà nếu mà các bạn để này, cái hình này để đây rất xấu. Nó che lên chữ này. Cái chữ của chúng ta nó màu trắng, tôi muốn chuyển nó sang đây. Làm nào. Background position. Ở đây nhận mấy đơn vị ở phía trong này? 2. Ví dụ đây là 40 pixel cách 40 pixel nữa thì là cách như nào? Ai mày thế? Đấy nhá, coi nhá. Nó không phải trên dưới trái phải đâu. Đừng ngây thơ như vậy. Đây. Bạn coi này.
Cái gì? Cách bên nào? Cách bên trái 40 pixel. Đúng nhá. Bây giờ tôi thử đổi thành 50%. 60%. Sao? Được chưa? Nó có hai cái đơn vị để nhận. Thứ nhất, cái tham số đầu tiên ở đây là cách lề bên trái. Nhưng mà cách là cách tính từ đây này, tính từ đây này. Các bạn nhầm, tính từ đây, quên, xin lỗi các bạn. Đúng nhá. Là cách bên căn bên trái sang. Nó nhận hai tham số, một đơn vị là pixel, một đơn vị là phần trăm. Tôi thử thêm cái nữa nhá. 20 em. Được chưa? Đơn vị em, 1 em bằng bao nhiêu pixel? 16 pixel, chính xác. Được chưa? Còn cái bên này là cái gì? Bên trên đúng không? Cách bên trên đúng không? Tăng lên. Được chưa? Cách bên trên. Xong đi nhỉ? Tiếp tục chưa hết. Tiếp theo này. Trong trường hợp background của chúng ta muốn hai cái ảnh đó. Hai cái ảnh. Ví dụ nhá. Tôi đi tôi chụp thêm cảnh nữa. Stop này. Đây, tôi chụp cái hình này nữa. Xong. Đây là test 2. Test 3 thì được. Copy. Tôi muốn cả hai cái này đều xuất hiện ở hai cái ảnh này đều xuất hiện ở trong trang của tôi làm nào. Test 3.jpg. Thằng này, thằng kia cũng no repeat. Được chưa? Còn thằng này tôi để cách ra nữa là cách hay phẩy nhỉ? Chẳng nhớ lắm. Cách ra là ví dụ để thằng này là 100%, thằng này là ở bên góc tay phải 0%, thằng kia là 0%, 100%. Có được không? Trùng nhau hả? Tèo luôn, sai. Thằng này ở trên. Wow. PNG, JPG, PNG, xin lỗi các bạn. PNG. Tèo luôn cả hai à? À, thiếu dấu phẩy, xin lỗi các bạn. Vẫn nhầm. Được chưa? Đây là hai cái đúng chưa? Trong một cái thẻ chúng ta hoàn toàn có thể đặt được hai cái background hay ba cái background, nhiều cái background nữa. Được chưa? Xong chưa? Và nó cách nhau bằng dấu phẩy. Lưu ý cái việc các bạn làm như thế này thì là chỉ áp dụng từ những cái trình duyệt hỗ trợ CS3, còn trước đấy là CS2 không có tính năng này. Được chưa? Không có tính năng này. Đó, hãy lưu ý. Được chưa nhỉ? Có gần ghi gì thì ghi đi. Ừ. Em không muốn nó làm. Ừ. Nhưng mà cái ảnh này nó rất là nhỏ so với cái trang này. Ừ. Thì em tất cả cái ảnh này nó làm liền cho toàn bộ cái trang này luôn. Hình như là không làm được bây giờ. Hình như không làm được đâu. Không biết là có position background size không, background à, hình như có đây này, background size on, thử coi. Không được, ví dụ tôi để một cái thôi nhá, để một cái cho nó dễ trước đã nhá. Chúng ta thử những cái giá trị, thực ra tôi chưa dùng những cái này bao giờ. Rồi.
cũng xịt mà. Cái trình duyệt này không hỗ trợ. À đây có background size này. Auto content cover có. Nhưng mà nó nếu mà các bạn làm này nó sẽ bị vỡ ảnh. Inherit unset cover. Đúng không? Giờ mình mới biết đấy. Tôi cũng chẳng dùng cái mấy cái này mấy bởi vì tôi code backend là chính. Cho nên cái phần này là toàn các ông UI code mình cũng chẳng dùng. Mà hình như mấy ông cũng không dùng cái này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm những cái nhu cầu khác. Ví dụ như kiểu là tôi muốn, ví dụ cái này của tôi là 4.000 pixel. Đúng không? Cái thẻ này của tôi rất là dài. Các bạn phải biết là cái thẻ này của tôi rất là dài đúng không? Nó dài đến tận đây này. Bây giờ tôi muốn là cái ảnh này luôn luôn chạy theo. Ở vị trí trên nhưng mà chạy theo. Có được không? Như nào? Nền mà. Ở đây, background position. Fix à? Đây à? Xem có đúng không nhá? Đây, nhất. Này có được không? Fix không phải rồi. Cái gạch đi này nó là cái fix này nó không phải là giá trị của thằng này. Bottom, center, inherit, left, right, top. Đây nó tương tự như là background position. Được chưa? Thế vậy thì nó là cái gì không phải background position rồi? Background attachment fix. Thấy không? Nhìn cái này. Nó luôn luôn ở đấy. Được chưa? Nó bị kéo theo. Đúng chưa? Chúng ta có background attachment. Được chưa? Là fix. Được chưa? Xem nó còn những giá trị gì nữa. Local. Đi luôn. Scroll. Cũng đi luôn. Chỉ có fix là chạy theo thôi. Được chưa? Đây là những cái thuộc tính background hay dùng. Được chưa? Còn nhiều cái nữa nhá, còn rất nhiều cái thuộc tính nữa nhưng mà tôi chẳng dùng nên tôi cũng chẳng biết là nó có hay dùng hay không. Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm như sau. Background URL test mode. Back no repeat. Đúng vậy. Được chưa? Gì nữa? 100%, 0%. Được chưa? Đây là cái thuộc tính background không ấy, nó là viết tắt của những cái thuộc tính khác. Không. Viết theo thứ tự gì à? Thử coi. Tôi chẳng biết viết cái này bao giờ. Thứ tự đâu mà thứ tự. Được chưa? Không cần theo thứ tự. Đây là viết nhanh, cách viết nhanh thôi. Tất nhiên nó không chi tiết được bằng những cái này. Tôi thử thêm 0.3 bảo hóa xem có được không. Đeo luôn, không có luôn. Thử thêm 0.3 vào đây coi. Chắc là không được, xịt luôn. Không, hình như là không có.
bởi vì cái RGB thì nó đi kèm với lại cái trong thì nó đi kèm với thằng RGBA. Để tôi xem là có background. Nhưng mà có chữ background thì phải có những cái ở trên này biết. Tức là những cái thuộc tính bên này gì nó mới đưa lên đây. Chắc là có nhưng mà mình không biết dùng. Chắc là mình không biết dùng thôi. Để tôi xem nào. Position, origin, visibility, backface, position, repeat, background, clip, color, repeat, không có. Visibility, background visibility này thì mình chưa dùng bao giờ. Không có. Để thử nhá. Tôi thử ở ngoài kia đi. Đâu rồi? Đeo đâu rồi? Sao lại tèo mất rồi? À, ở trên này. Background VGV. Không nhận luôn. Trong này nó không nhận luôn. Origin cũng không biết luôn. Chẳng có tác dụng gì. Không có tác dụng gì. Background có tí, tôi đang định thử cái clip. Không có. Không có cái làm trong. Đứng riêng. Tí nữa tôi có mạng rồi sẽ search thêm cho bạn nhé. Bây giờ chúng ta thử cái background clip. Bài hôm trước như tôi có cái clip đúng không? Đây con điên đây. Copy. Background clip bằng URL. Thử nhá. Không chạy. Ừ? Cái gì? Nó sai giá trị. Background clip nó sai giá trị, không biết giá trị của nó là cái gì. Thử coi nhé. CSS background clip. Không phải. Cái này là thuộc tính khác. Content box. Background này. Background content box là cái cuối cùng đúng không? Example 3 đúng không? Example 3 là cái dưới cùng. Đây nó là cái này. Là cái hình bên ngoài này. Không có, không phải. Clip là video của chúng ta đâu. Không có. Ok. Đấy là tạm thời về những cái thuộc tính về background. Còn nhiều, CSS thực ra cũng là do người ta code ra mà nó còn có nhiều cái nó không phục vụ được cái nhu cầu. Cái chuyện bình thường. Rồi, tiếp theo, thuộc tính tiếp theo. Text. Thuộc tính về text. Trong này tôi tạm thời viết một đoạn text nhé. Lorem. Đâu? Giao thuộc tính với text. Xem nó có những cái gì. Text. Đây là những cái thuộc tính text có sẵn ở trong này. Thực ra chỉ có cái mớ trên này là những thuộc tính chung với nhau. Còn cái webkit này các thứ kiểu nói sau. Đầu tiên thuộc tính là text align đúng không? Chúng ta có gì? Thử hết. Center. And. Justify. Left. Right. Start. Unset. Hết. Thì chúng ta có cái đáng để xem nhất. Các bạn biết là cái gì không? Center là một. Và right là hai. Bởi vì sao biết không? Left thì là auto rồi. Left auto left rồi. Đúng không? Justify các bạn biết là như nào không?
Ví dụ nhá, ok, bạn nói đúng rồi đấy. Đây tôi thử cho các bạn xem. Dài đúng không? Nội dung dài đúng không? Tí thì hẹp, Ctrl R. Được chưa? Các bạn nhìn này, nó cách, cách bên này không đều, cách bên này thì rõ ràng là đều rồi. Nhưng cách bên này không đều này. Chúng ta thử cái Text Align Justify. Thấy gì? Cách đều hai bên. Và nó sẽ tự động giãn khoảng cách giữa các chữ ra. Được chưa? Đây là cái thuộc tính là Text Align Justify. Tự động giãn khoảng cách giữa các chữ ra. Xong chưa nhỉ? Chứ là đến gì? Text gì nữa? Text Decoration Blink. Không có blink gì luôn. Blink Text Decoration Blink Dash Dot Double. Cái gì đấy? Light Through. Nó chỉ nhận cái Light Through là gạch ngang chữ giống cái thẻ xoay đúng không? Gì nữa? Overline là gạch đầu dọc, gạch phía trên. Solid không có. Underline là gạch dưới. Chúng ta chỉ có ba giá trị thôi. Wavy cái gì đây trời? Không có. Chỉ có ba giá trị thôi nhá. Text decoration bằng underline hoặc là overline hoặc gì light through được chưa? Text gì nữa? Text decoration color được chưa? Đây là màu của cái gạch chân đấy. Tôi để đây là màu gì? Con thích màu gì? Đen sẵn rồi mà. White. Trắng nhờ. Aqua. Xanh. Được chưa nhỉ? Đây là text decoration nhưng mà không mấy khi dùng đâu. Thuộc tính không mấy khi dùng. Text indent. Cái này thì có 10 pixel, nhìn thấy gì? Thụt đầu dòng đúng không? Thụt cái từ đầu tiên của một dòng vào là bao nhiêu pixel? Được chưa? Có mỗi thế thôi. Text indent. Gì nữa? Tiếp tục nhá. Xem còn cái gì nữa không nào? Text orientation. Mix sideways right. Trắng thì có cái gì? Upright. Không có gì. Cái này tôi cũng không dùng bao giờ. Text to overflow. Ellipsis. Biết cái này rất là hay nha. Cái này rất hay, biết hay gì đâu. Rồi đây, tôi nói hay là chắc chắn là có dùng, yên tâm sẽ có ví dụ. Thử nhá. Chúng ta nhét những cái này vào thành một thẻ P. Được chưa? Rồi ok. Tôi đặt cho thẻ DP này một cái class là Ellipsis. Ví dụ như này, tôi chẳng biết tôi viết đúng hay sai. Chấm ellipsis. Các bạn coi này, chúng ta sẽ có width cho thằng này là bằng 400 pixel, chắc chắn là ngắn hơn cái chiều dài là tổng rồi đúng không? 400 pixel. Rồi
Tiếp theo này, overflow hidden text overflow ellipsis. Ellipsis. Được chưa? Take wrapper. Từ chờ tôi tí để tôi search lại cái này, quên mất cái cách dùng tổ hợp. Đây là một tổ hợp rất là hay. Take ellipsis. Đây rồi, take overflow. Đây chúng ta thử cái này. Con nhìn thấy cái gì đi không? Thấy không? Ở đây chúng ta cái div 2 đúng không? White space no wrap with take overflow. Tôi bỏ border đi. Đây. Thiếu cái white space no wrap. Này bằng 200 pixel. Được chưa? Thấy không? Nó chuyển sang cái gì? Dài quá thì thành 3 chấm. Cái text ellipsis này thì nó là cái 3 chấm đấy. Được chưa? Còn cái text các bạn để ý này, cái text no wrap ấy. Đây, cái đoạn này. Cái white space no wrap này. Được chưa? Nó là gì biết không? Không xuống dòng. Không cho phép xuống dòng. Ví dụ tôi bỏ cái này đi cái các bạn thấy ngay. Đúng nhá? Là nó sẽ được xuống dòng đúng không? Tôi tích vào thì nó sẽ không cho phép các bạn xuống dòng nữa. Và width, cái độ dài này là giới hạn cái độ dài của các bạn ra ngoài. Đúng chưa? Hidden ellipsis overflow. Chúng ta tôi giới thiệu luôn chúng ta cái thuộc tính là overflow. Over là gì? Overflow ấy có nghĩa là dài quá ra ngoài. Chiều dài của chúng ta nếu mà chúng ta bỏ qua cái này, này. Thấy không? Đến đây là nó trên một dòng, nó thẳng trên một dòng. Đúng không? Nó phọt ra ngoài của cái thẻ div ngoài kia. Bây giờ chúng ta có overflow, tức là dài quá, chữ mà dài quá cái độ dài 420 pixel này thì nó sẽ hidden là gì? Giấu đi, được chưa? Và cộng với cái text overflow là ellipsis, tức là text dài quá thì nó chuyển thành dấu 3 chấm. Thế cho các bạn nên nhớ lại, nên lưu lại cái tổ hợp này. Sau này các bạn sẽ dùng nhiều đấy. Không lấy ra được. Mất luôn. Và hiện tại chúng ta mới chỉ có là cái ellipsis này là cho một dòng. Mới chỉ có cho một dòng thôi. Chứ chưa có cho nhiều dòng. Cái này à, đúng rồi. Bạn nhìn nó đang quay về hết một dòng không? Cho hai dòng, ba dòng chúng ta không làm được. Và chúng ta phải làm cái việc hai dòng, ba dòng kia bằng cách cắt ký tự từ code phía server. Chứ hiện tại chúng ta không, với CS chúng ta không làm được cái việc là multiple line và ellipsis. Chưa làm được. Đấy nhá. CS nó chưa hoàn thiện đâu, các bạn yên tâm, nó còn nhiều không gian để làm lắm. Xong chưa? Đó. Cái tiện đây giới thiệu luôn cái overflow. Overflow của chúng ta có rất là nhiều. Auto này, hidden này, inherit này. Inherit là của thằng cha. Nó như nào thì thằng này như vậy. Overlay, bỏ qua này, scroll. Đáng lẽ là phải có nhỉ. Bỏ white space này đi. Đáng lẽ scroll là phải sinh ra cái scroll nhé. Visible. Cái này để tí nữa tôi sẽ demo cho các bạn cái overflow là scroll. Nó sinh ra cái scroll ngang ở đây này. Cái scroll ngang ở dưới ấy. Đúng rồi, thanh trượt đấy. Được chưa? Nhớ lưu lại cái này nhá. Sẽ có chỗ dùng. Được chưa nhỉ? Rồi. Text gì nữa? Text shadow. Đổ bóng. Text shadow gì? Có gì không? Cái này nó không phải là như thế này. 2 pixel 5 pixel. Thấy không? Một cái nào nữa? Cứ viết đi, cứ nói xem là cái gì nữa. 10 pixel. Gì nữa? 10 hay là 10 pixel? Thêm cái nữa nhá.
10 pixel nữa xịt, nó chỉ còn tối đa là 3 thông số thôi, đúng không? Rồi đây các bạn thấy gì? Đây. Đây là đổ ra ngoài. Đổ ra từ từ bên phải, từ bên trái sang bên phải. Đúng không? Đây là cái góc đổ ở cái đây là cái khoảng cách, đây các bạn để này, 5 pixel, 28 pixel nó chính là cái đoạn này. Được chưa? Không thì là ngay dưới chân rồi. Trừ 2 là đổ sang bên kia. Được chưa? Thế là chúng ta để là khoảng 5-10 pixel đi. 5 pixel là cái gì? Nghiêng ra đằng sau. Được chưa? Nó nghiêng ra đằng sau. Tôi để âm này. Được chưa? Nghiêng đằng sau là xuống dưới hoặc là lên trên. Được chưa? Thấy không? Còn cái này là thấy không? Thấy gì? Mở. Độ mở. Cái gì? Màu. Red. Màu nữa. Đúng. Hai. Tôi không biết cái này. Thì đã đổ được màu nữa. Bốn thuộc tính. X offset, Y offset, blur. Blur. Blur là đậm nhạt. Là mờ đấy. Đấy các bạn chỉnh bằng cái này. Đó. Và cuối cùng là cái giá trị cuối cùng là màu. Text shadow. Copy. Vứt vào đây. Text shadow. Gì nữa nào? Tiếp theo. Text. Transform. Cái này nó có 3 cái tham giá trị chính là uppercase. Các bạn thấy gì? Chuyển chữ thường thành chữ hoa. Được chưa? Ta có uppercase thì sẽ có gì? Lowercase. Đúng không? Và capitalize. Được chưa? 3 giá trị là text transform bằng uppercase hoặc là lowercase hoặc là capitalize. Xong chưa? Tiếp tục. Text hình như là vậy thôi, text hình như là hết rồi. Hết rồi. Xong, thuộc tính về text. Chúng ta đến tiếp thuộc tính về font. Font là ảnh hưởng đến cái gì? Kiểu chữ, đúng không? Thì cái này chúng ta có những cái khái niệm như sau. Ví dụ, thằng này tôi nhét thêm vào đây là font trừ size. Cái này dễ nhất đúng không? 30 pixel. Sao? Chữ to vật ra đúng không? Đấy, thế thôi. Kích cỡ chữ phông sai. Chúng ta có gì nữa? Phông trừ weight 100 1 đây 100 này. Có thấy gì khác không? Đậm. Đậm hơn. Được chưa? Chúng ta có những cái giá trị từ 600 đến 900 là chữ đậm. Bâu là đậm. Bâu đờ cũng là đậm. Được chưa? Còn từ 600 trở xuống là chữ thường. Các bạn lưu ý cái này. Text ở phông weight. Gì nữa nào? Phong, phong style, phong variant. Những cái này tôi không rõ lắm. Cái này tôi chỉ nhớ còn cái phong family. Chữ này các bạn nhìn này, đây là loại chữ gì? Có chân đúng không? Là serif hay sans serif?
serif. Các bạn lưu ý này, cái chữ, cái họ chữ mà có chân ấy, chúng ta gọi nó là chữ serif, được chưa? Chữ mà không chân, ví dụ như cả của phông chữ là Arian này, các bạn nhìn thấy nó có những cái đuôi thừa không? Không có. Thì những cái họ chữ này người ta gọi là họ sans serif, là không có chân. Tiếng này tôi chẳng biết là tiếng Latin hay tiếng Anh, Hy Lạp cổ ấy, tôi chẳng biết nó là cái tiếng gì, được chưa? Cứ cái gì dùng được là mình nhớ thôi, chứ mình chẳng biết nó là cái gì đâu, được chưa? Thì giờ chúng ta có gì? Sao? Chúng ta có gì? Chúng ta có rất là nhiều kiểu phông chữ. Máy có bao nhiêu phông thì nó hiển thị ở đây hoặc bằng đấy. Lấy thêm được. Được chưa nhỉ? Chúng ta có cái phông family là đổi cái họ chữ, được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ tôi sẽ lấy ra một cái phông của Google về nhé. Tap to the right. Đây là phông.google.com. Google phông. Trong này là 1 tỷ họ chữ. Rất nhiều. Được chưa? Nhưng mà chỉ có những cái nào mà nó demo tiếng Việt ở đây thì các bạn với những cái phông này mới viết được tiếng Việt này. Còn những cái phông khác là các bạn viết tiếng Việt mà nó bị vỡ. Được chưa? Nó... Hả? Cái gì? Đây tiếng Việt đấy. Nó detect IP. Bây giờ tôi lấy cái mớ này nhá. Tôi lấy cái mớ này nhá. Thì chúng ta chỉ đơn giản là kích đấy. Xong chưa? Muốn dùng thì copy cái link này. Đây là một cách nhá. Copy cái link này. Được chưa? Rồi các bạn về các bạn xem lại. Đây là một cách đầu tiên, copy cái link này. Các bạn paste lên trên này. Được chưa? Sau đó giống ở đây là phông family satisfy gossip. Vứt vào đây thôi. Ví dụ tôi để ra là sao có một mảng nhỏ. Phông family satisfy gossip. Sao là áp dụng cho tất cả các thẻ nằm trong trang. Được chưa? Xanh nhỉ? Rồi bây giờ tôi tạm thời tôi bỏ cái width này đi. Đúng chưa? Hả? Không có cái link này à? Thử nhá. Wi-Fi off này. Tèo chưa? Ủa sao cái này máy tôi cũng có hả? Cái này chắc bị cách đấy. Không phải, đây là phông chữ khác nhá. Các bạn nhìn mà xem, nó khác nhau mà. Nó hoàn toàn khác nhau mà. Thấy không? Hai cái hoàn toàn khác nhau luôn đấy. Thấy không? Cái phông này và phông này. Đúng không? Khác nhau hoàn toàn. Đây là nó lấy bậy bạ một cái phông nào đấy ở máy tôi gần với cái họ phông kia. Nó nhét vào rồi. Được chưa? Thì cái link kia thì bắt buộc cái máy của các bạn phải có mạng là một. Và không có mạng thì và hoặc là các bạn của nó gì đây? Hoặc là các bạn không có cái link kia cũng tèo. Không có cái link này cũng tèo. Được chưa? Tèo luôn. Đúng không? Thế nếu mà như này thì sao? Cái này cơ chế của nó là gì? Là cái gì? Tôi sẽ trả lời cho các bạn như bây giờ đây. Cơ chế của nó sẽ như sau. Đó là khi các bạn load cái trang này ra, được chưa? Thì cái nguồn của cái phông này nó không chạy từ máy server mà nó lấy nguồn từ bọn Google kéo vậy, được chưa? Nếu mà cái mạng của nhà bạn nó là mạng miền núi ấy, ví dụ như kiểu là vừa rồi Đức Cát Toàn đúng không? Các bạn sẽ thấy những cái trang mà nó có server đặt ở trong Việt, trong nước mình ấy, nó chạy rất là nhanh. Nhưng mà cái server mà đặt ở nước ngoài Mỹ mẽo các thứ các kiểu phát là nó sẽ bị chậm ngày và thậm chí không tải được, đúng không? Thì cái phông này nó sẽ tải cái server của Google đặt ở Mỹ chẳng hạn về thì nó sẽ bị chậm hơn. Đấy là lý do vì sao các bạn khi nó reload này nó quay như rất là lâu và trang của các bạn sẽ hiển thị lâu, được chưa? Đó, đây là cách thứ nhất để lấy phông này. Cách thứ hai nhá, vẫn vào chọn một cái phông nào đấy, chọn bừa một cái phông nào đấy. Nhìn thấy gì không? Tải về Satisfy. Ơi Microsoft. À
giải nén ra. Copy cái này. Vứt vào trong kia. Tôi vứt vào đây. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ có cái này. A còng phong face đóng ở nhọn. Đúng nhỉ? Chẳng nhớ. Để tôi quay lại xem. A còng phong face customize. À, dùng như nào nhỉ? Từ từ. Hình như nó có cái thuộc tính là phong URL à? URL. Tôi không nhớ lắm. Chào chào đi. A còng. Không có rồi. CSS A còng phong face. À đây không? URL à, không phải. Không phải này. Đây là src à? Hai chấm url. Đây đường dẫn đến cái satisfy. Rename. Copy. Sửa. Satisfy regular. Xong. Đây là phong trừ family hai chấm thiện th. Xong chưa? Sau đó chúng ta copy cái này. Phong family bằng thiện th. Áp dụng tất cả. Xong chưa? Xong chưa? Nhá. Đây là nhúng một phong vào trang của mình. Thì là A còng phong face src. Thuộc tính src là đường dẫn đến cái phong đó. Tiếp theo là phong family. Là tên phong các bạn thích đặt nào đặt. Đặt tên mình ở đây cũng được, đặt tên dự án ở đây cũng được, chẳng ai cấm cả. Và trong một trang chúng ta có thể có nhiều phong phê. Được chưa? Dùng cái nào thôi, sao? Dùng cái này à? Cái cách này á, dùng chứ. Bởi vì như lúc nãy tôi nói, nếu mà dùng cách đầu tiên ấy, thì nếu mà mạng chậm hoặc đứt cáp phát là đứt luôn. Đúng không? Còn nếu mà dùng cách này ấy, thì là cái phong nó tồn tại trên server mà khi mà ở trang mà các bạn truy cập vào rồi. Được chưa? Cho nên nếu mà đã tải được trang này vào thì trang này chắc chắn sẽ tải được phong. Đây là cách thứ cái phong phây. Đúng. Cái này để luôn trên máy chủ. Để luôn trong project luôn. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Phong. Cái này còn nhiều lắm. Phong weight, phong variant. Cái phong variant này làm gì nhỉ? Case. Chẳng hiểu cái này nữa. Chưa dùng. Không dùng. Đấy, phong chúng ta chỉ có bằng đấy thứ mà thường dùng thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ đến với, nãy giờ là chúng ta học về background này, text này, phong này, được chưa? Tiếp theo các bạn tìm hiểu tôi thằng margin và padding xem nó như thế nào. 5 phút nhá. Đọc đi. Hả? Cắm mạng dây vào. Các bạn bắt cái wifi là Microsoft A. Đây là Microsoft A. Mạng dây được rồi kìa. Ừ. Được rồi. Mà. Chắc là cái đấy đứt giấy.
Mày lắm thằng xin nghỉ vậy. Lớp mình hôm lớp mình là thống nhất là lịch là thứ hai thứ tư đúng không? Cố gắng mà đi học đi, mà đi làm đi. Ở đây các bạn hiểu hồi là năm ba rồi đúng không? Năm ba hết rồi thì năm ba là đi học là đi làm được tốt tốt rồi. Tôi bắt đầu đi làm từ năm ba. Làm cái gì đầu tiên? Làm phần cứng. Công ty đầu tiên khi bắt đầu đi làm là ANZ. Vào ngân hàng chạy phần cứng, cài Win, các thứ làm được ở đấy một tháng. Sau thấy nó phù hợp với mình thì nghỉ. Sang công ty thứ hai bắt đầu làm phần mềm là Clever. Công ty là công ty quảng cáo bắt đầu làm quen với PHP từ đấy. Tôi đến bây giờ bắt đầu từ lúc mình bắt đầu đi làm là mình nhận 6 bảy công ty rồi. Tôi cũng đang set up công ty. Chán đi làm cho người ta rồi bây giờ mình tự làm. Đi này làm về cái gì? Quảng cáo. Không. Công ty chắc là định làm sản phẩm, làm product. Sản phẩm. Product cơ mà. Làm phần mềm ở bên nhầm làm sản phẩm đem bán, à làm sản phẩm rồi publish ra. Lại xịt rồi ạ. Xong chưa? Xong chưa? Bác ghi là gì? Hả? Khoảng cách giữa hai thẻ. Sai. Hả? Khoảng cách giữa hai thẻ là sai nhá. Đúng không? Các bạn lưu ý này, marking padding border nó là trong một thẻ, xét trong một thẻ đấy các bạn. Tôi gợi ý các bạn này, các bạn cũng chuột phải vào đây inspect cái này biết làm chưa, kéo dưới này nhìn cái này, hãy đọc cái này. Hãy xem cái này. Có để ý này. Tôi hơi bậy bạ khi mà tôi để cái deep này có màu nền là màu cam. Các bạn bỏ tạm đi nhá. Bỏ tạm đi nhá. Nó để ý này. Nhìn cái deep không? Cái vùng màu xanh. Nhìn cái vùng màu xanh không? Vùng màu xanh là cây ấy. Đây tôi sửa lại cái này còn khoảng 200 pixel. Được chưa? Cái vùng màu xanh. Đây cái vùng màu xanh. Sao nó dài nhỉ? Đây 100.
trăm thôi nhá. Phủ màu xanh, thấy chưa? Nó ứng với cái gì, số 100 gì ở đây? Là chiều cao của cái nội dung đúng không? Đúng nhá, chiều cao của nội dung này. Tiếp theo này, các bạn nhìn padding không? Padding là nó ở đây là màu gì? Cam đúng không? Đây cái màu này. À quên nhầm, xin lỗi. Markin là màu gì? Cam đúng không? Hover đây. Được chưa? Bây giờ này. Mười, em đưa xuống. Thấy gì? Nó cách lên phía nào? Phía trên đúng không? Rồi, tiếp tục. Sao nữa? Ờ, border này không được à? À rồi, ok, tôi đã thêm cái thẻ border vào đây. Anh Tiền ơi. Các bạn nhìn thấy cái gì? Cái gì xong rồi đến cái gì? Margin xong rồi đến border. Được chưa? Hai thằng này nó có đè lên nhau không? Không đúng không? Rồi, tiếp. Padding. À nhầm, padding top. Xin lỗi. Bây giờ nhìn thấy cái gì? Mấy màu? Bốn màu. Đúng không? Cam này, tôi chẳng biết cái màu xanh, xanh đậm, hơi đậm ở trên, xanh nhạt ở dưới, xanh lá, xanh da trời. Đây là bốn vùng màu đúng chưa? Đây nó chính là cái tầng, các cái tầng, ví dụ nó sẽ như thế này. Vẽ ra chứ. Đấy nhá, chúng ta có nội dung content nó bằng này. Xong chưa? Bây giờ nếu mà các bạn tính cái phần padding á, được chưa? Các bạn nhìn này, cái padding thực tế ra là nó tính từ rìa hết vào trong, tính từ rìa cái chiều cao này hết vào trong 10 pixel được chưa? Tiếp theo đến cái border, đến cái border đúng không, là tính từ rìa hất ra ngoài bao nhiêu pixel, đây là cái border. Đây là 2. Đây là cái padding. Được chưa? Còn cái thằng margin ấy là tính từ thằng border hất ra ngoài. Đây là margin. Hiểu chưa? Là khoảng cách tính từ cái chỗ nào hất vào, tính từ chỗ nào hất ra của một thẻ. Xong chưa? Thế cho nên ở đây chúng ta học luôn. Đầu tiên là margin, là cái khoảng cách, nhớ nhá, là cái khoảng cách tính từ cái chiều rộng của cái border hất ra ngoài so với thẻ. Thì chúng ta có cái thuộc tính margin sẽ như sau: top, right, bottom và left. Được chưa? Đây dùng một cái, tất nhiên đơn vị là pixel hay là em cái gì đấy, phần trăm bao nhiêu tùy các bạn. Cái này dễ đúng không? Ngoài cái cách dùng này ra, chúng ta có cách dùng là margin, top, bottom, cách, left, right. Ví dụ đây là đến 10, 15, 20, 30 đúng không? Ở đây cái điền là 10, 5, tương đương việc cách trên dưới là 10 pixel, trái phải mỗi cái cách 5 pixel. Được chưa? Chúng ta còn một cái nữa, 20. Như này là cách 4 phía, mỗi phía 20. Xong chưa? Vẫn còn một cái nữa, chưa xong. Đó là margin auto. Cái auto là gì ạ? Hả?
đúng rồi, tự căng ra giữa. Ví dụ như sau, tôi để cho thằng này, cái thằng element deep này của tôi là background là màu đỏ nhá. Thôi kỳ quá. Hồng nhá. Rồi hồng nhá. Tiếp theo width của nó bằng 400 pixel. Xong chưa? Tôi muốn cái thẻ này căn vào giữa. Căn vào giữa trang này. Tôi nên, tôi hay để kiểu như này. Margin auto. Được chưa? Auto các bạn nhớ là auto theo chiều 2D. Được chưa? Bên trái và bên phải. Chứ đừng có auto trên dưới, nó không có ý nghĩa gì cả. Các bạn hoàn toàn để như này. 20 cách 20 pixel. Là cách trên cách dưới mỗi bên là 20 pixel và hai bên là auto. Xong chưa? Đây cái căn giữa của một thẻ deep hoặc là một thẻ dạng space nào đấy. Được chưa? Xong chưa? Đấy là cái đầu tiên là cái mang đi. Nốt vào, nếu cần nhớ cái gì thì nốt vào. Xong chưa? Tiếp nhá. Border này, đến border này. Border này. Chúng ta cái border này nó khá là giống với cái thằng margin. Được chưa? Nhưng mà cái nếu mà tôi dùng border như này thì các bạn để này. Cái này nó là tổ hợp của border top width, border style, border top color. Nó là tổ hợp của ba tham số. Được chưa? Tham số của chúng ta gồm width là chiều rộng của cái border. Tôi có thể thay đổi ở đây 15-20, cái này dễ rồi đúng không? Tiếp theo là solid, là nét, nét liền. Chúng ta có rất nhiều, các bạn tự tìm nhé. Có là solid này, dash này, dot này. Rồi cái gì nhiều lắm tôi không nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ ba cái hay dùng thôi. Thì ở đây ví dụ tôi sửa thành dot, dotted. Đấy nhá, hoặc là dash gạch gạch gạch, đúng không? Đấy chứ nhỉ? Đây là màu. Màu này nhận giống như như bên kia, bốn loại: RGB, RGBA, hexa, chữ. Xong chưa? Đấy, có vậy thôi. Hết phim. Gì nữa? À quên, tí quên. Cái border các bạn cũng có thể là nhận cái border là ảnh. Được, được phép làm như vậy. Các bạn thử em mà xem. Tiếp theo, hả? Ừ. Có làm được cái việc đấy. Nhưng mà cái việc đấy là từ CS3. Nhớ. Từ CS3 mới được phép làm border bằng ảnh. Tiếp theo nữa là chúng ta có cái padding. Thấy chưa? Padding thì giống hệt như margin nhưng mà nó không có padding, cái kiểu padding auto hết vào trong là nội dung tự động căn giữa đâu, không có chuyện đấy đâu. Thấy chưa? Padding. Thế là xong ba thằng. Đây các bạn dựa vào cái hình này. Đúng không? Margin, border, padding và nội dung. Đây là các cái tầng mà một cái thẻ nó có. Tiếp theo đến gì? À, cái này tí tôi giảng lại nhá. Cái link này tí tôi giảng lại. Position. Tiếp tục tìm hiểu. Xem position là cái gì? Thuộc tính position.
tính all season. Vẫn bố mạng rồi. Mạng dây của ông nói làm gì? Để tôi dò xem có mạng không. Không nhờ, xong post season nhờ. Lâu thế. Post season thì có gì khó đâu. Thứ nhá, đây cái này, ta để này, tập trung vào đây, quần A, tôi sẽ tạo riêng một file mới tên là post.html. Đấy này, tôi có một cái div đặt cho class, cho này là cha, một cái div đặt cho class là con, xong chưa? Giờ tôi có này, class cha sẽ có width bằng 100%, height bằng 1000 pixel, được chưa? Background là màu CCC. Xong chưa? Giờ chúng ta có gì? Đây đúng không? Nhìn là bằng này đúng không? Rồi ok. Tiếp tục. Class con sẽ có width bằng 40 pixel. Height cũng bằng 40 pixel nữa. Background là màu xanh. Cho hiển thị nó ở đâu? Lớp con ở đâu? Ở trong này đúng không? Rồi, bây giờ tôi muốn thằng con này hiển thị đây được không? Làm nào? Đó. Right. Position right. Sai rồi. Float. Đã học float đâu? Từ hết rồi. Đây, các bạn để ý này. Để ý này. Thằng cha chúng ta có position relative. Được chưa? Tí nữa giải thích cái relative là cái gì. Cứ để vào đấy, position relative. Thằng con có position absolute. Được chưa? Bây giờ thằng con sẽ có right bằng 99%, ví dụ thế. Left bằng 99%. Ủa, quá rồi.
95 thôi. Được chưa? Hoặc là Ryzen 0 cũng được. Ryzen 0%. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta có cái gì? Lại vẽ tiếp. Đây là cha này. Đây là con này. Theo mặc định của HTML là nó sẽ hiển thị là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, đúng không? Thì mặc định thằng con nó nằm trong một thẻ đích con, nằm trong một thẻ đích cha, tự nhiên nó sẽ đính ở bên từ bên này ở trên này, đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta muốn phá vỡ cái quy tắc cơ bản này thì chúng ta sẽ là phải xét cho cái thằng cha này nó giống như một cái mỏ neo ấy, nó giống như một cái tờ giấy ấy. Được chưa? Nó có khả năng là đính kèm những cái thằng khác thì chúng ta xét cho nó một cái position bằng relative. Nếu không có cái này nó không được phép làm gì đâu nhá. Và lưu ý, nếu không có cái này nó không được phép là cái mỏ neo đâu. Thì ở đây chúng ta khai báo là nó được phép cho những thằng khác đính vào. Tiếp theo thằng con thì có gì? Position absolute. Đúng chưa? Absolute. Cái absolute này nó rất là hay. Đó là khi mà các bạn khai báo là absolute thì thằng con này sẽ tự động tìm đến thằng cha, ông cụ kỵ các thứ các kiểu gần nhất có cái thuộc tính là position relative. Nếu không có thằng ông cha cụ kỵ nào mà có relative tự động đính tới trình duyệt. Ví dụ nhé, cứ thử nhé. Thấy thằng cha này tôi bỏ cái relative đi. Thấy không? Nó dính ra ngoài đúng không? Không còn nằm trong phạm vi của thằng cha nữa đúng không? Đó là khi mà thằng này nó tìm đến cái thằng chứa gần nhất của nó, chỉ có những chứa nhé. Kể cả những cái thằng nó biết bên dưới hoặc ngang hàng với cái thằng con này cũng không được phép. Được chưa? Thì nó tìm đến thằng chứa, cái thẻ chứa gần nhất với nó có thuộc tính position bằng relative để nó xác định vị trí. Xác định vị trí thông qua bốn hướng là top, right, bottom và left. Được chưa? Đây là bốn thuộc tính riêng, chúng ta không đi cùng với nhau được. Bốn thuộc tính riêng. Và những cái thuộc tính này luôn luôn đi cùng với cái position absolute hoặc là position fix. Được chưa? Và cái thằng này các bạn để này, bốn cái thuộc tính này nó ăn theo là pixel hoặc là phần trăm. Được chưa? Muốn đặt đầu đặt một cách có nhiều cách. Và đây nếu mà tôi muốn cái thằng này xuống dưới thì tôi làm nào? Muốn thằng này xuống dưới chân của cha, muốn dưới chân của cái thằng cha này làm nào? Bottom 0% đúng không? Xuống dưới rồi. Đúng nhá. Bây giờ nếu mà tôi muốn dâng rộng hết toàn bộ trang là làm nào? Toàn bộ cái chiều rộng này làm nào? Right, wide, width 100%. Tôi không thích thế. À, bỏ width này đi. Được chưa? Thế nếu mà tôi muốn nó dài luôn luôn dài bằng cái chiều dài thằng cha là sao? Bottom không, top không, bỏ cái left này đi. Tất nhiên là chúng ta phải bỏ cái hai nữa. Bỏ đâu nhỉ? À, không có width. Ủa? Được chưa? Luôn luôn dài bằng. Hả? À? Tất nhiên là tràn rồi. Thế mà mày hỏi. Chắc chắn là tràn luôn. Nó là hết hết thằng cha luôn. Được chưa? Xong. Đấy là position absolute và position relative. Chúng ta còn một cái nữa. Tôi quay trở lại với cái 40-40.
Rồi, chúng ta có bottom 0, right 0 đúng không? Bây giờ tôi sẽ sửa lại bottom 10. Right là 10 pixel. Nhưng tôi sửa tiếp cái position bằng fix. Fix. Tôi bỏ cái thằng này đi, tôi vẫn giữ nguyên relative nhá. Và tôi giảm cái chiều rộng của thằng này xuống còn 90%. 90%. Các bạn coi này. Thằng này có nằm trong cái thẻ này không? Không đúng không? Tiếp theo này. Có gì? Nó vừa luôn luôn ở cái vị trí đấy đúng không? Nhưng mà fix này tức là nó thả một cái mỏ neo xuống và nó luôn luôn ở cái vị trí đấy so với trình duyệt. So với trình duyệt, các bạn kéo thế nào cũng không được. Đúng nhá. Nó luôn luôn ở vị trí này so với cái trình duyệt. Được chưa? Nhìn cái chỗ này có thấy quen không? Go to top. Đúng không? Chính là cái go to top các bạn hay nhìn thấy ở các trang. Được chưa? Đó. Cái thuộc tính cuối cùng là cái thuộc tính là fix. Nó không phụ thuộc vào thằng relative nào cả, nó phụ thuộc vào trình duyệt. Và tất nhiên thằng fix vẫn đi với bottom, top, right các thứ các thứ. Thằng cha nó lại theo những cái thứ sắp xếp trong PMP cơ bản với thằng cha. Thằng con ấy, nó theo những cái sắp xếp của HTML cơ bản với thằng cha thôi. Chứ đâu có nhất thiết là phải fix cùng với trình duyệt đâu. Đúng không? Đó là về position. Còn nếu mà muốn đây nhá, thử nhá. Ví dụ thằng cha này của tôi sẽ có width là bằng 200 pixel. Hai là bằng 12.000 đi, hoặc là 20.000 đi. 2.000. À quên nhầm. Hai nó chỉ là bằng 200 pixel nữa. Đúng nhá. Đây tôi xử lý thằng này. Đây thằng này fix nhá. Đúng chưa? Thằng này width 2. Không động chạm gì đúng không? Được chưa? Thằng này là thằng fix mà. Thằng cha là thằng fix mà. Còn thằng con thì nó có liên quan gì không? Thằng con nó vẫn là xử lý giống như HTML mặc định. Nhưng mà với thằng cha nó đúng chưa? Chả hiểu gì cả. Sao? Có thắc mắc gì không? À còn cái thuộc tính của position là thuộc tính là static. Đó là xóa bỏ cái tác động của các cái position khác đi khỏi cái thẻ. Được chưa? Tiếp theo đến với cái gì nhỉ? Display. Tạm thời chúng ta nghỉ 10 phút nhá. Chứ không nãy giờ là nhiều quá rồi mà chưa được thực hành tí nào. Nghỉ đi. Nhiều lắm. Đây là chỉ những tôi chỉ liệt kê đây những cái mà hay dùng thôi đấy. CMS của chúng ta là viết nằm trong thẻ nào thì nó tác dụng cái thẻ đấy đúng không? Đúng không? Bản thân cái thằng con ấy nó không có thuộc tính position, cho nên nó không có cái việc là xóa được, đúng không? Ví dụ như này thì được. Bạn để ý nhá. Đây đúng không? Đây thẻ cha này. Được chưa? Tôi thực hiện một cách là tôi click vào đây một cái thì cái thẻ này sẽ trở về đây. Tôi làm thử cho bạn coi nhá. Nhưng mà cái này chúng ta phải dùng JavaScript.
Được chưa? Được nhá? Hiểu vấn đề không? Là nó đang ở trong trạng thái gì, mình có thể sử dụng một cái công cụ nào khác để mình tác động đến cái thuộc tính kia của nó để clear đi. Được chưa? Thế tâm phần này chưa, nếu mà bạn nào mạnh về cái tư duy logic thì phần này các bạn sẽ chưa thấy thì nó hấp dẫn lắm đâu. Học đến JavaScript, học đến PHP phần này nó hấp dẫn nhiều hơn. Thank you.
được mà. Một cắt, cái con cái tí thì mình xem là nó con này à? Này, dài này. Thế thôi giả bị. Mà đã 800 rồi. Không đuổi. Hai cắt như thế. Khi được một đũa, con đi đũa ăn rồi hết. Thật. Trước nhà mình ở quê có cái miệng bơm ấy, cái miệng máy bơm nó người ta hút đấy, hút nước từ đấy ra sâu lắm. Nhà mình thả vó ở đấy, có con rắn nước. Cháu ơi, nặng 7 lạng. Nó phải vào này. Ăn con đấy ngập mồm rồi.
Mình nói chung là sợ rắn cắn nhưng mà thích ăn thịt rắn. Nó lại đỡ cho ai ai sai hết. Ông nhìn thì nó hơi kinh kinh thôi, chứ còn thực ra nó cắn thì mình cũng bị cắn rồi. Nó chỉ thực ra là cắn rắn mà không độc, cắn thì nó cũng chỉ hơi ngứa ngứa. Nhưng nó cũng chẳng có gì. Chăn cũng nhìn thấy rồi. Trước ở gần nhà mình có mấy ông làm xây dựng, hay nó xếp mấy cái ống luồng, ống bươm ấy thành cái chồng ấy. Nó bò trong đấy nó nằm luôn. Nhưng mà cái chăn này cũng phải là chăn đen luôn. Chắc thế. Chăn đen, chăn Hàn Quốc. Đoán thôi. Tại chịu, ăn được là được. Rồi. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần display. Cái này rất là hay. Và sau phần này mình sẽ cho các bạn ngồi thực hành. Yên tâm. Display. Cái này ví dụ rõ nhất là ở cái đây mình tạo nguyên một file mới nhé. Display.html. Đó. Chúng ta có một thẻ div content here là content there. Được chưa? Chạy. Các bạn thấy gì? Mấy dòng? Hai dòng đúng không? Hai dòng thì sao? Đây các bạn để ý này. Tôi nói cho các bạn về cái user agent style sheet này chưa? Ok. Các bạn nhìn thấy cái gì đấy? Display log cho thẻ gì? Deep đúng không? Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy vùng màu xanh đúng không? Tôi nói vùng màu xanh là vùng gì? Vùng gì? Vùng nội dung đúng không? Được chưa? Cái display log là cái thể hiện cho cái vùng nội dung chiếm hết của hàng ngàn, chiếm 100%. Nhớ nhá, nhắc lại này. Cái display block là cái thuộc tính giúp cái phần content của thẻ chiếm 100% chiều rộng của thẻ tra. Nhớ nhá, thẻ tra, được chưa? Chúng ta để thẻ 3D này. Display block margin 8 pixel đúng không? Thì cái thằng này nó cũng chiếm 100% của thằng tra của nó, thằng 3D luôn đúng không? Được chưa? Còn thẻ HTML có thuộc tính không? Cha của thằng HTML là trình duyệt. Đúng nhá? Và trình thế chứng tỏ một điều là trình duyệt rộng bao nhiêu thì HTML rộng bằng đấy. Thằng này còn không có margin padding gì cơ. Đúng chưa? Thì thằng 3D này lại chiếm 100% của thằng HTML. Thằng deep này lại chiếm 100% trừ cái phần margin trừ cái phần padding vào trong của 3D ra. Đúng nhá? Thì nó chiếm 100% phần còn lại. Được chưa nhỉ? Đấy là lý do vì sao mà cái thẻ P nó cũng có display là block. Thẻ H1 đến H6 cũng có display là block. Cho nên không có bố con thằng nào ngang hàng đó cả. Xong chưa? Đó, tiếp theo này. Display block, chúng ta thử set width bằng 400 pixel. Chúng ta nhìn thấy gì? Rộng bao nhiêu? Rộng đúng 400 pixel. Là cái tham số đầu tiên đấy. Được chưa? Còn cái phần màu vàng là gì? Nãy màu vàng là cái gì? Margin. Được chưa? Phần màu vàng còn lại là nó margin. Và nó nhất quyết không cho bố con thằng nào nằm chung với mình. Được chưa nhỉ? Đó, đấy là cái thằng. Nhưng mà quan trọng ở đây tôi muốn nói đó là cái thằng display block này các bạn có thể set được width cho nó. Set được đúng không? Như em vùng màu xanh kìa. Set được đúng không? Rồi ok. Tiếp theo này, tôi đổ display inline. Các bạn thấy gì? Content there nó đẩy lên trên. Đúng không? Nó trên một hàng. Thì bây giờ chúng ta hover vào. Vùng nội dung là từ đâu đến đâu? Hết chỗ, hết chữ ở trong đúng không? Hết những cái gì thằng con nó chứa đúng không? Rộng bao nhiêu? 8 mấy? 82.63. Không nhìn thấy à? Bé quá. Nghe kìa, đây này. Đây này. Đúng chưa? 82.63.
Còn width không? Nó có width không? Có thuộc tính width cho CSS không? Có. Nhưng mà có được áp dụng không? Không. Được chưa nhỉ? Đấy, đơn giản. Display block và display inline nó là như vậy. Xong chưa? Tiếp này. Xong rồi ghi chép có ghi gì thì ghi đi. Xong đến phần tiếp theo luôn này. Tất cả các thẻ nằm trong. Các bạn thích nhất thẻ deep và thẻ trừ vùng chọn mà các bạn chứa cái gì ở trong thẻ được đúng không? Thế bây giờ mình tôi chứa một thẻ deep nữa nhé. Hoặc là tôi chứa một thẻ p đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ tôi chuyển cái thằng deep này chuyển thành display là inline. Các bạn thấy các thằng này nó có lên không? Không đúng không? Và bây giờ chúng ta nhìn cái vùng chọn của thằng deep này nó bằng bao nhiêu? Có nhìn thấy không? Đấy là chiều rộng. Còn chiều dài là không có. Đúng không? Nhưng mà thằng này vẫn không lên được. Thằng con đen đen vẫn không lên được bởi vì nó vướng cái thằng này ở trong. Được chưa? Đó. Inline thì nó chỉ tính text thôi. Chỉ tính text nằm trong rồi. Ví dụ tôi để ở đây là một thẻ span. Các bạn thử nha, tôi chuyển thành span nhé. Thẻ span là một thẻ không có thuộc tính. Không có thuộc tính CSS nào cả. Thấy không? Thẻ span này có user agent style sheet không? Không đúng không? Nó không khác với text thường. Được chưa? Cho nên là cái deep display bằng đây display inline. À, đây display inline. Các bạn thấy gì? Đúng nhá, nó bằng 60 mấy đấy, 63.09 đúng không? Thì là nó bằng cái nội dung của text nằm trong. Được chưa? Nếu mà text kiểu thằng con thuộc dạng block, thằng cha thuộc inline thì thằng cha nó không xác định được luôn, không xác định độ dài. Chỉ xác định chiều rộng thôi. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi tiếp theo này. Tạm thời tôi trở về cái cũ nội dung content here. Giờ tôi sửa tiếp cái thằng này là display là bằng inline trừ block. Các bạn thấy gì bằng bao nhiêu? À đây nhầm, xin lỗi, tôi viết nhầm sang thẻ body. Đây. Display và inline block, các bạn thấy gì? Nó vẫn inline đúng không? Từ từ, nhưng mà nó có giống inline không? Có gì? Sao? Set the width, đúng không? Và các bạn thấy cái thằng ở dưới nó có đẩy lên không? Có đúng không? Thằng display inline nó là cái thứ line giữa inline và nó. Yeah. Thứ nhất là nó set được width. Cái thứ hai là nó chỉ chiếm đúng cái phần width nó chiếm thôi. Nếu mà không có width thì nó sẽ dài đúng bằng cái độ dài của ứng dụng phía trong. Xong chưa? Bây giờ ứng dụng của nó này. Tất nhiên display nó còn một rổ các tính năng khác, các thuộc tính khác. Chưa hết đâu. Nhưng bây giờ chúng ta thực hành nữa nhé. Các bạn xem này. Tôi tạm thời tôi xóa đi đúng không? Deep có class là Major. Được chưa? Deep class Major. Deep class là Sector. Coi nhá. Được chưa? Tiếp tục này, rộng 66%, dài 400 pixel, màu là màu light blue. Tiếp.
nhỏ lại 32%. Chờ tí. À quên nhầm, xin lỗi các bạn. Đây, bà cũng được. Hai thằng trên một hàng rồi nhá. Tức là phức tạp hơn này. Sector unit. Được chưa? Xem đã, chưa cần code đâu. Code theo làm gì cho chết mệt ra, từ từ đã. Tí tôi sẽ để cho các bạn cùng hồi code. Tiếp theo này. Rồi, coi nhá. Thấy gì? Trên này là một thẻ này. Chẳng qua thẻ này tôi không để background, đúng không? Dưới là một thẻ này. Tôi có background là ping. Cái thằng last try này là cái nó tìm đến các cái thẻ, các tất cả các thẻ trên HTML có class là sector unit. Phần tử cuối cùng. Phần tử cái thẻ cuối cùng ở trang này có cái class là sector unit. Thì áp dụng cái style này là background màu pink thôi. Được chưa? Được chưa? Nên giờ các bạn, tôi làm gì các bạn biết không? Cái khái niệm tôi vừa làm đó là sắp xếp cái vị trí hiển thị của các thẻ ở trên một trang, đúng không? Đây, tôi lấy ví dụ của trang này. Đừng chôn nhau nha. Đúng rồi mà. Của trang làm sao.com. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái inline block, lẫn lộn với block, lẫn lộn với inline, để xây dựng ra cái cấu trúc trang HTML. Được chưa nhỉ? Xây dựng ra cấu trúc của một trang HTML. Cái nào hiển thị ở trên, cái nào hiển thị ở dưới, cái nào hiển thị bên phải, cái nào hiển thị bên trái. Được chưa? Phức tạp hơn một tí nhá. Phức tạp hơn một tí này. Deep. Deep chấm path sector bắt tích kết lên. Ở đây, thấy không? Chính là phần này, đúng không? Chẳng qua là tôi cho nó rộng hết phần trăm thôi, rộng hết 100% thôi. Tiếp theo tôi đang làm cái phần dưới này. Ủa, à, thiếu display. Mỗi thằng một nửa đúng không? Gì nữa? Giống nhá, các bạn thấy giống nhau không? Đúng không? Cái này là một trong những cái mà ứng dụng có thật và dùng thực ở trong cuộc sống mình, đúng không? Sao nữa?
position nhé. Dùng position là cái cách ngu nhất. Bởi vì em để ý này, position có tính được cái này không? Ừ, đúng không? Chúng ta hoàn toàn thể sắp xếp được cấu trúc của một trang dựa vào các thẻ và bằng cái cách là sử dụng cái nãy giờ cái nào nó chả dùng display inline hoặc display plot, đúng không? Và tôi fix cứng cái chiều rộng, chiều dài của nó vào nơi nó hiển thị vào. Và HTML làm sao? Hiển thị là đẩy từ trái sang, đúng không? Và trên xuống, đúng không? Thì ở đây ví dụ như tôi để mà thằng này là 66 cộng 33 là bao nhiêu? 99. Nó chưa hết 100% chắc chắn nó không bị đẩy xuống, đúng không? Hai thằng này vậy, 49 cộng 49 là 98. Nó còn dư ra một khoảng khá là nhiều đấy, đúng không? Chúng ta có thể sắp xếp được. Bây giờ các bạn thử nhé. Tôi sẽ đẩy code này lên. Tôi sẽ đẩy code này lên GitHub. Các bạn lấy code này về đọc và sau đó làm luôn cái bài tập này. Này như còn cái video. Bỏ cái video đi đẩy nó nhanh. Treo máy thôi. Lên chưa không biết, chưa lên được, lâu quá. Đây CS đây, cứ thu nhỏ một tí nhá cho dễ nhìn, thu nhỏ không chẳng nhìn được. Bậy thế nhỉ, mạng cực kỳ tệ. Đây các bạn lấy phần này về trước đi, copy phần này về trước đi. Không lên được, không lên nổi Facebook thì đang tình thế. Tôi không có mạng dây, máy này không có chỗ cắm mạng dây. Đây rồi, phải khổ lắm, nhà không có điều kiện, chẳng biết làm nào. À như nó lốt đường này chắc chắn lên rồi đấy, lên GitHub rồi, bạn rồi GitHub đi. Đây. Rồi từ từ. Không, vào cho nó quen. 1.7.1.0 này, đúng không? Vào tab repository này, vào 1.7.1.0 này. Cái đường dẫn tôi đã cho các bạn rồi còn gì nữa. Vào cái L03 á. File tên là display.html. Đây. Được chưa? Bạn lấy cái này về. Copy nội dung ở trong đấy về là xong. Vứt vào tạo file mới. Cứ ngâm đi đã. Xem là có hiểu cái gì tôi viết không. Ví dụ nhá, bây giờ cái quyển sách này của tôi nó chỉ có bằng này thôi. Ví dụ không thì đơn giản như này đi,
cái ghế này của tôi. Đây. Tôi xếp một cặp như này. Và cho nó mượn cái vị trí tiêu chuẩn. Tôi xếp thêm một cái nữa, còn chỗ xếp không? Rơi sao? Đúng không? Thế phải phải là này. Xếp chồng nó lên nhau. Nó mới được không? Tức là hết chỗ. Vừa khi luôn là hết chỗ. Chưa? À, đang hỏi hai cái thằng kia đi. Đúng rồi, rồi, ok, ok. Thực ra như này, 100% làm được. Nhưng phải có thêm một cái thuộc tính CF nữa. Và bởi vì bản thân các thẻ HTML của chúng ta, bản thân nó có một khoảng cách khá nhỏ so với nhau. Mỗi thẻ có khoảng 1 pixel thôi. Mỗi thẻ là 1 pixel khoảng cách ra ngoài mặt pin từ mặt điện. Thì chúng ta nếu mà để nguyên 100%, hai thẻ cộng vào 100%, tự nhiên thằng bên cạnh cũng đẩy được. Được chưa? Nó chỉ thừa 1 pixel bị đẩy xuống dưới. Vít nào 100? Không. Sau này tất cả quy hết về phần trăm. Bởi vì sau này khi các bạn làm nó không có thêm phần responsive nữa. Responsive thì nó phải phù hợp với tất cả các độ rộng của màn hình. Cho nên chia theo phần trăm là hợp lý hơn. Chứ còn các bạn để phích cứng được, chẳng sao. Yên tâm, cứ làm rồi đã. Mấy nữa các bạn buổi sau hoặc sau nữa các bạn học về responsive thì các bạn sẽ hiểu vì sao chia theo phần trăm. Bạn thử bỏ đi xem nó như thế nào. Đây nhá, tôi thử nhá. Đây đúng không? Cái này là first try đúng không? Ủa? Đâu nhỉ? First try Martin Wright. Dạo này thằng này bị ngu á. Cái thằng Trình Duyệt này bị hơi bị ngu á. Đây là lỗi của Chrome á. First try thì không nhận nhưng last try thì nhận. Bọn Trình Duyệt đang bị ngu á. Bọn Trình Duyệt Chrome này đang bị ngu á. Tôi để last try nhé. Đây phải là Martin Lab 10 pixel. Thấy không? Thằng first try bị ngu á. Sáng nay mình đi demo ở lớp bên kia mình dạy nó cũng vậy. Thằng first try đang có vấn đề. Chị Duyên nó không hiểu.
Quýt mình đang để là inline block thì mỗi thằng một hàng. Phần thừa ra phần, ví dụ 100% bạn để là 50% đúng không? 50% còn lại tự động thì margin. Dạ, yeah, nó là một vùng màu cam nhé, mình show cho bạn này. Xong nhá, nghiên cứu xong nhá. Đọc là phải hiểu nhá. Vẽ tiếp. Cho tôi cái hình này. Hình rất dễ thôi. Không có gì gọi là khó cả. À, rồi cái hình kia. Hả? À, có gì khó vậy? Dễ mà. Luôn, từ giờ đến cuối giờ. Một bạn nào đấy chụp lại cho tôi cái hình này. Thầy đứng cạnh đi. Chụp mình là tôi có công có thấy tôi có bao giờ tôi xuất hiện trên mạng xã hội đâu. Xã hội là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Facebook của tôi chỉ để xem người khác, không mang tính chất là để share thông tin của mình. Em mình cần về nhà nhá. Đấy. Đổ màu lên cái ô này. Vâng, đổ màu lên cái ô này. Đơn giản vậy thôi. Dùng
Thế thì kinh quá. Hả? Ừ đi. Không, chẳng liên quan đến ngu cả. Cái đấy nó đơn giản là do bạn làm web, bạn chưa có khái niệm về responsive. Cho nên nó bị thế thôi, chuyện bình thường. Học cái gì hay làm cái gì nó phải có phương pháp, chứ không phải là tự nhiên đúng phát vẽ ra, không ai giỏi vậy cả.